Người đàn ông vội vàng lên một chiếc xe taxi, ông ta đưa cho cô tài xế 100 đô la và yêu cầu cô trong 10 phút đi đến sân bay cách đây 60 km. Loại yêu cầu này căn bản không ai có thể hoàn thành được, vì với cái tốc độ bàn thờ này thì mấy taxi khác cũng sớm về với cụ tổ. Nhưng Miller lại đồng ý, với các động tác chuẩn chỉ từng cm, không một động tác thừa, cô ấn công tắc, ngay lập tức dưới bệ tỉ tay, lộ ra một hàng thiết bị còn sang trọng hơn cả của máy bay. Sau đó 6 cái chân từ dưới gầm xe thỏ ra. Chiếc xe nâng lên trong không trung, trục bánh xe biến thành trục thể thao, mui xe tách ra lộ ra 4 lỗ thông gió phân khối lớn, đầu xe và đuôi xe tự động lắp đặt thiết bị thể thao. Sau một hồi thao tác, người đàn ông nóng hết cả ruột, bảo Miller rằng, mày nhanh con mẹ mày lên, tao méo có thời gian nhiều đâu. Ông anh cứ bình tĩnh, hít thở đều hộ em. Miller ấn cái đồng hồ, đạp một phát nút cán chân ga. Tốc độ xe lên đến 280 km/h, ông anh lập tức dính lưng vào ghế, càng đáng sợ là các khúc của Miller căn bản méo thèm đạp phanh, mà chạy hết tốc lực. Tạo ra lực ly tâm cực lớn, khiến ông ta nảy đi nảy lại, ngã chồng hết cả vó, chắc cũng đái mẹ ra quần luôn. Lúc này hai cảnh sát giao thông xuất hiện, ra hiệu Miller dừng xe lại. Các chú đừng có mơ. Miller lập tức ấn nút tăng tốc, vận tốc ngay lập tức lên đến 300 km/h, thế là cảnh sát chỉ biết hít chút gọi là khói và bụi. Đến được sân bay, Miller dùng tốc độ 100 km, một cú drift ghép ngang đi vào chỗ đỗ xe một cách đỉnh của chóp. Ông anh say sẩm mặt mày, suýt nữa là nôn vào tường. Ấn công tắc chiếc xe khôi phục lại như ban đầu, biển số xe tự động thay đổi. Cảnh sát giao thông căn bản không tìm được cô. Nữ tài xế đỉnh của chóp này tên là Miller, là một tay đua đẳng cấp. Vừa có giấy phép lái taxi, ngày đầu tiên đi làm đã bắt đầu lạng lách. Lúc cô đang rất tự hào về tốc độ xe của mình, thì có một phiền phức lớn đang tiến đến gần. Trong một công xưởng cũ nát, cảnh sát Mason giả làm tội phạm, đang thực hiện giao dịch với một tội phạm khác. Đối phương nói ra ám hiệu nhưng Mason lại không nói ra được đáp án. Đối phương cảm thấy sự tình không ổn liền bắn cho đồng đội của Mason một phát, rồi vắt chân bỏ chạy. Mason khởi động xe giơ tay thực hiện một loạt thao tác, điều chỉnh ghế, điều chỉnh gương, đèn xi nhan các kiểu con đà điểu, cuối cùng đạp ga, nhưng pha lùi xe đi vào lòng đất của anh ta đâm vào cửa hàng hoa quả đằng sau. Cửa hàng đòi cảnh sát bồi thường những 20.000 đô. Lãnh đạo tức điên lên, phê bình anh một trận, thu giấy phép lái xe của anh ta. Giờ anh chỉ có thể đi bộ về nhà. Lại nhận được tin tức có kẻ cướp ngân hàng, anh cầm huy hiệu cảnh sát đứng giữa đường, trưng dụng một chiếc xe đi qua, kết quả là khiến 50 chiếc xe đâm vào nhau, giữa một mớ hỗn độn. Không còn cách nào, anh chỉ đành ngồi taxi đến ngân hàng, mà lái xe lại chính là Miller. Miller lạng lách đánh võng, chỉ 30 giây đã đến được cửa ngân hàng. Lúc này kẻ cướp đúng lúc chạy trốn. Mason ra lệnh Miller đuổi theo, Miller chưa hiểu chuyện gì, nhưng cũng lập tức vào xe. Miller lại mở bệ tỉ tay ra, chiếc taxi biến hình và ngay lập tức phi như điên, gắt gao đuổi theo xe của kẻ cướp. Mason rút súng ra chuẩn bị tấn công bọn cướp, không ngờ một cú đánh lái gấp, khẩu súng liền bị hất ra ghế sau, anh ta chỉ đánh nhấc mông lên, khó khăn lắm mới lấy lại được khẩu súng thì lại một cái cua gấp, khiến súng cướp cò, suýt nữa Miller dính đạn và xanh cỏ. Sau một hồi rượt đuổi bọn cướp phi vào một con đường, Miller dùng xe chặn lối ra và nói với Mason, đây là đường cụt. Mason lập tức xuống xe bảo tên cướp đầu hàng, tên cướp đạp ga tông về phía anh tung người nhảy vào đống rác mới tránh được một mạng. Mà Miller để chiếc taxi không bị đâm, cô đi ngược xe nhường đường cho tên cướp, vô tình nhìn thấy diện mạo đám cướp, chỉ thấy chúng toàn là gái đẹp, thân hình vô cùng nóng bỏng, còn chuẩn hơn cả người mẫu. Sau khi đám cướp chạy trốn, Miller ngăn Mason lại, bảo anh bồi thường cửa kính xe. Mason lại thuộc dạng kẹt xỉ lõ đít, mang huy hiệu cảnh sát ra hù dọa, một đồng cũng không đưa, khiến cho Miller lập tức phát hỏa. Nữ tài xế giơ tay cướp lấy huy hiệu cảnh sát, Mason tức giận cảnh cáo cô. Lần trước cũng có đứa cướp huy hiệu cảnh sát của anh, bây giờ cỏ mọc cao hơn đầu người rồi đấy, đừng có nhơn. Miller dứt khoát và rành mạch, mày hộ bà mày cái đi, bởi vì vừa nãy cô mới giúp Mason bắt cướp, bây giờ Mason lại trở mặt. Lúc này những cảnh sát khác đến nơi đưa Miller và Mason về đồn cảnh sát. Miller bị bắt vào phòng thẩm vấn, liên tục tra hỏi 3 tiếng đồng hồ. Cuối cùng cục cảnh sát lấy lý do bảo lưu chứng cứ thu hồi xe taxi của Miller. Miller không hiểu nổi, mình giúp bắt cướp mà lại mất luôn cả xe. Cô buồn bực đi ra khỏi sở cảnh sát. Mason lại mặt dày đuổi theo, lại hỏi cô những chuyện liên quan đến đám cướp. Sau khi cô nhớ lại chi tiết, phát hiện lốp xe của băng cướp bị đạn bắn thủng, nhưng lại không bị nổ lốp, chứng tỏ chúng đã dùng lốp chống nổ. Loại này sau khi bị tấn công, nhiều nhất cũng chỉ chạy được 50 km nữa mà thôi. Mà cả thành phố này chỉ có một xưởng sửa xe có năng lực đổi loại bánh xe này. Mason nghe xong vô cùng hưng phấn, hứa với cô chỉ cần giúp mình bắt được cướp thì sẽ trả lại xe cho cô.
Miller lập tức thành lập đội với Mason. Hai người đến xưởng sửa xe, quả nhiên phát hiện đám cướp xuất hiện. Mason rút súng ra, cắt lưới thép chui vào trong xưởng sửa xe, vừa định hành động thì bị một nữ cướp đập ngất, Miller cũng bị ăn một đấm xây sầm mặt mày. Đợi đến lúc hai người tỉnh lại thì đã bị treo lên trần nhà. Một nữ cướp rút súng muốn bắn bọn họ, một người khác lại cắt đứt dây thừng muốn thả họ đi. Mason lúc nội bộ đám cướp hỗn loạn, liền cởi áo ngoài ra, một phát cướp được súng của người kia, nổ súng liên tiếp, áp chế đám cướp dẫn Miller trốn vào nhà kho, đóng chặt cửa, đối đầu với đám cướp tấn công nhà kho. Mỗi phát súng đều nhắm vào đầu, may thân thủ cũng tốt, không thì headshot CMNZ. Mason không ngờ kỹ năng bắn súng của chúng lại tốt như vậy, liền mở bình khí nitơ trong nhà kho, muốn đồng quy vu tận với chúng. Không ngờ đám cướp chẳng thèm để ý anh ta, mà đã lái xe mất hút. Càng đáng sợ là nhà kho bị khóa trái, căn bản chạy không nổi, mà khí mà Mason mở ra trong nhà lại không phải là khí ga, mà toàn là khí cười. Cứ thế hai người cười như chưa bao giờ được cười. Một thời gian sau họ cũng thoát được ra ngoài, lại phát hiện ra đám cướp đã đốt cháy xe ô tô của họ, chặt đứt suy nghĩ đuổi theo đám cướp. Không còn cách nào, Miller liền đến nhà bạn trai, định giải thích những chuyện đã xảy ra, không ngờ bạn trai thấy cô dẫn theo Mason, cho rằng đó là bạn trai mới của cô, liền chia tay luôn trong một nốt nhạc. Còn đốt huy hiệu của Mason thành một đống sắt vụn. Mason chỉ đành dẫn cô về nhà mình. Mẹ anh nhìn thấy con trai dẫn gái về suýt kích động đến nỗi phát bệnh tim. Ngày hôm sau, Mason và Miller thương lượng phát hiện đám cướp còn muốn cướp hai ngân hàng khác, sau phi vụ này họ sẽ biến mất luôn. Mason trở lại cục cảnh sát muốn nói tin tức này cho lãnh đạo. Nhưng cô ta lại nói rất bận, không có thời gian để ý anh. Anh chỉ có thể lén cùng với Miller lấy lại chiếc xe huyền thoại. Hai người cùng nhau đến cửa ngân hàng. Đúng lúc nhìn thấy đám cướp vừa cướp ngân hàng. Miller lập tức biến đổi chiếc xe, nhấn ga đuổi theo đám cướp. Mason mang chiếc huy hiệu đã bị đốt cháy hôm qua ra. Ra lệnh cho chúng dừng lại, nhưng đám cướp rất hung hãn. Trực tiếp tăng tốc, bắt đầu lạng lách, Miller điên cuồng đuổi theo, lũ cướp rút súng bắn vào lốp xe bên đường. Chiếc xe mất khống chế, suýt chút nữa đâm vào chiếc xe của Miller. Miller quay ngược xe tránh được cú đâm. Rồi quay đầu lại tiếp tục đuổi theo đám cướp, không ngờ đám cướp xuyên qua đường đi bộ. Dù người đi đường làm yểm hộ, Miller phanh gấp một cú tránh được người đi đường, nhưng lại đâm vào cột nước cứu hỏa. Động cơ bị ngấm nước không còn năng lực đuổi theo. Mà trở lại đồn cảnh sát, lãnh đạo đuổi việc Mason còn cảnh cáo Miller rằng nếu còn làm loạn với Mason thì sẽ bắt cô. Hai người chỉ đành trở về xưởng sửa xe sửa lại xe, mà không biết bước tiếp theo phải làm gì. Cùng lúc này, đám cướp cũng thể hiện kỹ năng chạy trốn đỉnh cao. Bốn cô người mẫu xinh đẹp trốn vào trong một ngách nhỏ, lấy ra khoan điện thay biển số xe, xé lớp dán ra đổi màu cho xe, cởi quần áo tây màu đen ra đổi bộ bikini mát mẻ. Cảnh sát đứng đầy đường đang truy bắt chúng. Chúng vừa đến một ngã rẽ thì đã bị cảnh sát chặn lại. Cảnh sát nhìn thấy thân hình nóng bỏng của họ thì ối rồi ôi. Sau khi kiểm tra giấy phép lái xe, cảnh sát yêu cầu mở quốc gia kiểm tra hành lý. Cô gái ngồi ghế trước xuống xe, còn người đằng sau thì âm thầm rút súng. Sau khi cốp xe mở ra, cảnh sát lại yêu cầu mở vali, cô gái mở vali ra, và ngạc nhiên chưa, bên trong toàn là bikini hàng hiệu. Cảnh sát không thể nói gì nữa, chỉ đành thả họ đi. Cứ như vậy nhờ vào thân hình nóng bỏng, chúng trốn được truy bắt một cách hoàn hảo. Bên này Mason bị đuổi việc phát hiện mỗi lần đám cướp cướp tiền đều sẽ giấu trong thùng rác, để xe rác chở đi. Anh dẫn Miller đến công ty xử lý rác. Quả nhiên nhìn thấy mỗi lần xảy ra vụ cướp, đều là cùng một người chở rác. Anh đến nhà lái xe lại phát hiện ra trong nhà bừa bộn. Rõ ràng đám cướp đã bắt cóc người thân của lái xe, uy hiếp anh ta chuyển tiền. Theo bản đồ tuyến đường công việc của lái xe, Mason phát hiện ra đám cướp cướp một ngân hàng khác. Anh lập tức cùng Miller kéo đến cửa ngân hàng rồi gọi lãnh đạo yêu cầu chi viện. Lúc này đám cướp đã bắt đầu cướp ngân hàng. Cho tiền vào trong thùng rác. Lúc này lãnh đạo dẫn cảnh sát đến bao vây đám cướp. Chúng liền bắt con tin uy hiếp cảnh sát, nữ cảnh sát xinh đẹp lấy bản thân để đổi con tin, đúng là khiến Mason đau lòng, bởi vì anh vẫn luôn yêu thầm cô ấy. Sau khi chúng đưa cô chạy trốn, Mason lên ngăn xe rác lại, tìm được tiền bị cướp, qua lái xe dẫn đường phát hiện được hang ổ của đám cướp. Sau khi xử lý hắn ta, họ tìm được tất cả tiền mà chúng cướp trước đó. Mason ngay lập tức nảy số tanh tách, liên hệ cho đám cướp. Muốn dùng số tiền này để đổi sếp của mình, đám cướp đồng ý ngay. Trên đường đám cướp lái xe mui trần đi gặp Mason rồi đưa ra yêu cầu giao tiền, và con tin ở ngay trên xe. Mason chỉ đành đồng ý. Ba chiếc xe xếp thành một hàng. Sếp của Mason chui vào cửa sổ xe,
còn Mason đưa tiền cho đối phương. Nhưng trên đường quá nhiều xe hai bên rằng co qua lại. Lúc này Mason mở bản đồ ra nhìn, ngay lập tức có được phương án giải quyết, dẫn đám cướp lái vào một con đường nhỏ khác. Quả nhiên con đường này không có xe hai bên, hoàn thành giao dịch rất nhanh. Miller nhanh chóng đạp phanh, đám cướp cho rằng cô sợ, liền dẫm ga tăng tốc. Kết quả phía trước là đường cụt, đám cướp trực tiếp bay lên chiếc cầu đang được xây dựng. Một năm sau, ngân hàng đầu tư cho Miller, để Miller trở thành tay đua chuyên nghiệp. Ở hiện trường cuộc thi, cô đã được bạn trai cầu hôn. Mason cũng hẹn hò thành công với cô sếp cực kỳ nóng bỏng. Cứ như vậy, cảnh sát ngốc nghếch nhờ có Miller giúp đỡ thuận lợi bắt được kẻ cướp, trở thành một cảnh sát có tiếng. Từ đó, anh ta liền sống hạnh phúc cùng với sếp của mình. Bộ phim này là phiên bản nữ của Fast and Furious, trừ khả năng lái xe đẳng cấp của nữ chính, vẻ đẹp tuyệt trần của đám cướp cũng khiến cho khán giả không thể nào quên. Chỉ có thể nói, đạo diễn rất biết chọn người đẹp làm cướp, nhìn cướp mà phê thế như này thì ai mà ghét được. Bộ phim đến đây kết thúc, nếu thích thì đừng quên cho mình một like nhé. Cảm ơn các bạn vì đã xem, hẹn gặp lại vào video sau.